Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và triển khai 50 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội nghị đã biểu dương nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc và cá nhân tổng giám đốc vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, đơn vị này luôn giữ vững định hướng phát triển bền vững, lấy đổi mới, sáng tạo, khác biệt làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chú trọng đầu tư vào nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, khác biệt, tiện dụng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.